Dạ, Trang xin mến chào quý bà cô chú chị các bạn. Hiện tại thì Trang đang ở ấp Kim Xuôi, xã Ngọc Thành, huyện Rồng Riềng của tỉnh Kiên Giang. Hiện tại Trang đang ở cầu Khổ Quan do Phật tử Tuyến Như tu viện Phật học, Phật tử Tuyến Như tài trợ 70% cây cầu. Hôm nay thì đến công đoạn là đổ mặt cầu bà cô chú anh chị. Sáng thì mấy anh cũng đã tranh thủ đổ từ bên đó qua bên đây, mình mượn thêm một gói nữa, đổ từ bên đây qua bên kia đổ qua lại. Còn bây giờ thì cho mời ông bà cô chú anh chị cùng đi xem mấy anh đổ mặt cầu ạ. Đổ bê tông này cũng giống như lúc trước mình đổ những cái công đoạn đổ trụ cầu hay là đổ đà đó mà cô chú anh chị, là hai két ba đá và một xi, đó là cái gian theo kinh nghiệm của mấy chú làm cầu trước để mà làm. Dạ, còn thêm toàn bộ ngày hôm nay tất cả các anh các chú có mặt tại cái cầu Khổ Quan đây là làm về từ thiện, làm thiện nguyện, là làm không có công ngàn một ngàn nào đó với một người hết không bà cô chú anh chị. Bên mình chỉ hỗ trợ việc nước uống với đồ ăn sáng với đồ ăn dặm thêm cho mấy anh lúc thi công làm nói thôi, còn toàn bộ là làm về cái tiền từ thiện. Dạ có kìa, có kìa, con có mua kìa, thiệt mà. Dạ con thở cái này nè cho nó cái gì. Khô lại chút
cô khô lại chút đi. Khô hả? Ừ, chảy quá trời chảy. Dạ, con xin kính chào. Thì hôm nay mấy anh em chú cháu cũng đã từ thiện, cũng kết hợp với dân địa phương và nhiều đội từ thiện khác thì kết hợp với nhau cũng đã đổ xong cái mặt cầu Phổ Quang do Phật tử Tứ Như viện Phật học Hoa Kỳ tài trợ. Thì hôm nay bây giờ là bận quá không chia sẻ với bà cô chú. Thì như dự định thì đã đổ cái mặt cầu lên tới cái cỡ mà Linh đã chia sẻ với bà cô chú ngày hôm trước, là 1 tấc 8 bề mặt cầu đó mà cô chú. Mặt cầu của mình thì là hai lớp dĩ á, dĩ cục sắt 10. Thì bây giờ mình chỉ đổ lên được tới đây thôi, còn con lương thì mình nghĩ mà qua Tết rồi cái mình vô mình làm tiếp tục phần lan can là luôn. Lan can thì theo ý của nhà hảo tâm thì đội từ thiện sẽ đổ bê tông luôn cho nó được lâu bền hơn cái kẽm, cho chậm một chút mà nó thời gian mình sử dụng nó lâu. Tại vì những cái kẽm thì nói chung là bình thường ta cũng làm kẽm, nhưng mà có điều kiện thì mình làm bê tông thì một thời gian nó sẽ bị sát những cái đầu tiếp xúc với bê tông, nó sẽ hư trước, nó cái mặt cầu với cái phần cầu thì nó sẽ mất thẩm mỹ. Thực sự hôm nay thì rất là vui, nhưng mà cái công việc có lẽ đối với nhiều người cũng bình thường, nhưng đối với hai chồng Lân thì là cái công trình mà có thể nói là nó lớn nhất từ trước tới nay mình đảm nhận. Rất là vui được ông bà cô chú anh chị và tất cả mọi người cùng đồng tâm hiệp lực để mà vì một cái lợi ích chung của người dân như bà con địa phương ở đây, sự rất là vui. Thì cũng xin cảm ơn những nhà hảo tâm đã đồng hành cùng hai vợ chồng như đồng hành với đội từ thiện để mà giúp cho đời thật nhiều cái công việc ý nghĩa và thiết thực. Giờ thì anh trong đội là anh Long đang chà cái mặt cầu lại cho nó thẩm mỹ, vì mình đổ bê tông thì nó sẽ không có láng như mình chà lại. Thì gia đình cái cầu này thì cũng có trình bày với nhà hảo tâm là sẽ còn kinh phí là mình sẽ đổ cái tráng nhựa lên luôn, thì nó sẽ bền cái cầu hơn rất là nhiều năm luôn á. Tại vì cái nhựa là nó không bị thấm mưa,
mưa không thấm vô được, cái mặt cầu nó rất là bền. Thì mình làm chuyện công ích thì cái gì nó có lợi thì mình cũng nên làm, nhưng mà ý kiến của nhà hảo tâm thì còn phải đợi nữa. Dạ, Trang rất là vui mừng luôn khi tiến độ cầu hôm nay đã hoàn thành xong cái mặt rồi đó bà cô chú anh chị. Thì cái phần tiến độ làm cầu thì Trang sẽ khép tại đây. Tại vì qua Tết thì Trang với mấy anh sẽ tiếp tục vô làm những con lươn nè, với làm những cái thanh vịnh ở trên thì Trang cũng đổ luôn. Như chỗ này đó bà cô chú anh chị là mình sẽ đổ bê tông luôn chứ mình không có làm sắt luôn. Dạ. Đây thì để mình đổ bê tông luôn để cho nó chắc chắn, chứ mình làm sắt thì sau này nó sẽ những cái thanh sắt sẽ nó bị gãy á, thì nó sẽ lúc đó mình mất công thay là cái mới, thay là mình chịu cực một lần mình làm bê tông luôn cho cái nó cái độ bền đó, nó sẽ bằng với cầu luôn bà cô chú anh chị. Dạ, trước khi kết thúc video dừng tại Tết thì phần cầu thì cho Trang gửi lời xin lạ gửi lời cảm ơn người ẩn danh rất là nhiều, vì có người ẩn danh giới thiệu cho Phật tử Túy Như thì Trang mới có cơ hội hỗ trợ người dân địa phương ở xã Ngọc Thành có được cái cầu khổ quan như ngày hôm nay. Thì Trang xin gửi lời chúc người ẩn danh cùng với Phật tử Túy Như có một năm mới thật là dồi dào sức khỏe, và công việc thì sẽ luôn thành công, và gia đình thì sẽ luôn an khang thịnh vượng ạ. Còn bây giờ thì Trang xin chào ông bà, Trang xin hẹn ông bà cô chú anh chị tiếp tục những video sau nha.